Tòa Anh xin kính chào quý khán giả của đài IBC. Quý vị đang theo dõi chương trình Y khoa và đời sống do Tòa Anh phụ trách ngày hôm nay. Tòa Anh xin hạnh được chào đón bác sĩ Mary Trần. Chào bác sĩ. Bác sĩ Mary Trần, xin chào Tòa Anh. Dạ vâng. Cái topic vừa rồi cũng rất là hay. Dạ vâng, cho nên rằng là ngày hôm nay Tòa Anh cũng trở lại những loại thuốc. Tại vì thú thật là Tòa Anh biết được rằng là người Việt Nam của mình á là... mấy bác là hở một chút là dùng thuốc trụ sinh, hở một chút dùng thuốc trụ sinh. Nhưng mà cho tụi anh thắc mắc nè, là thưa bác sĩ, có nhiều loại thuốc trụ sinh không thưa? Thí dụ nha, tụi anh đang nói ví dụ cái này là trước khi bác sĩ trả lời đó, là tại sao tụi anh nói câu đó? Tại vì khi mà cái mùa flu nó tới đó thưa bác sĩ, thì tụi anh nhớ là cái Z-Pass là hình như nó theo cái ngày vậy đó. Nhưng mà người này có là xong rồi cái người kia mượn uống gì đó, tụi anh thấy rất là nhiều trường hợp, cho nên ngày hôm nay tụi anh nhất quyết phải mời bác sĩ lên để giải thích cho đấy rõ, để cho mọi người dùng cho đúng. Dạ vâng, thì cho tụi anh hỏi câu hỏi rằng là thuốc trụ sinh đó, thưa bác sĩ, là nó có nhiều loại không thưa bác sĩ? Dĩ nhiên là khi chúng ta nói trụ sinh, chúng ta có rất là nhiều con vi khuẩn, vi trùng khác nhau. Dạ. Trụ sinh là gì? Trụ sinh là một cái viên thuốc mà để mà diệt cái con vi khuẩn, vi trùng. Thì vi trùng vi khuẩn có mấy ngàn con này đó. Yeah. Thì sẽ có rất nhiều loại thuốc trụ sinh khác nhau để diệt nó. Không yeah. phải con nào cũng giống con nào hết. Cộng thời nữa là có nhiều loại trụ sinh, loại thuốc uống á, nó có những cái nó có như là những con vi khuẩn nó có áo giáp nó chống lại. Cho yeah. nên nhiều cái loại thuốc cũng bị resistant. Cho nên thuốc trụ sinh có rất là nhiều loại khác nhau và trị nhiều con bệnh khác nhau. Yeah. Chẳng hạn như là tụi anh nói là bệnh về như là bị nhiễm trùng đường tiểu, hay là yeah. bị nhiễm trùng phổi, hay là bị lao, bị nấm, là điều khác nhau hết. Yeah, không khác nhau. Không cái nào giống cái nào hết, nên chúng ta phải cẩn thận khi chúng ta dùng thuốc trụ sinh. Yeah. Yeah. Là coi như là thí dụ như mình đi bác sĩ đó mà về cái đó thì mình uống, mặc dù bây giờ mình thấy ồ cái nó cũng là trụ sinh, mình nghĩ là mình, tại vì tất cả mọi người cái dùng cái chữ là trụ sinh thôi. Yeah. Rồi họ chỉ có mát, mặc dù nha toa bác sĩ rất là rõ ràng và trong cái label vẫn để là hiệu thuốc tên người đó và đề, nhưng mà mấy bác chỉ có viết là chữ trụ sinh thôi, không cần biết là trụ sinh cái đó là cho cái gì. Nhưng mà cho tụi anh đặt nha, lỡ đi hồi nãy giờ bác sĩ đưa ra nhiều cái symptom nó khác nhau, là bị nhiễm trùng đường tiểu nè, rồi bị ho đi, bị flu đi, mà bây giờ thấy chữ trụ sinh đó mà giờ đang bị cái này, đang cái nhiễm trùng, cái trụ sinh đó là cho nhiễm trùng đường tiểu đi, thì bây giờ đó là khi mà cái người đó đang bị flu và mệt nằm đó về cần trụ sinh, thì giờ người ta quơ đại cái ta thấy chữ trụ sinh ta uống, thì chuyện gì sẽ xảy ra thưa bác sĩ? Tụi anh nói câu có hay, thì thường thường trụ sinh là chúng ta chỉ trị những con vi trùng vi khuẩn mà nó do cái thuốc trụ sinh nó quốc thôi. Thì khi mà quý vị nhiều người bệnh nhân thì thích chữ bệnh thuốc ở nhà, hoặc là bạn bè cũng triệu chứng giống nhau, tôi uống giống nhau đi, nhưng mà cái thuốc mà về nhiễm trùng đường tiểu, cái thuốc trụ sinh nó sẽ dùng khác với thuốc mà bị viêm phổi. Tụi anh cứ nói là flu. Flu là cái virus, thì cái thuốc trụ sinh là không phải antivirus, nó dùng cho cái antibacteria. Thì chúng ta bị nhiễm trùng như là bị viêm phổi, chúng ta bị nhiễm trùng bị cái nhiễm trùng đường tiểu, hay là nhiễm trùng da, nó khác là flu. Flu là con virus, thì cái trụ sinh không trị được virus. Nên rất là nhiều bệnh nhân tôi khi mà bị là cả, uống sẽ không hết luôn bị đó. Cúm thì uống, thực ra là mình uống thêm thuốc vào làm rất là nguy hiểm. Chứ khi chúng ta uống thuốc không đúng, tại vì khi chúng ta uống thuốc trụ sinh mà không đúng, thứ nhất chúng ta làm lờn thuốc, thứ nhì chúng ta sẽ làm cái thuốc đó sau này chúng ta cần nó bị lờn, nó không có tốt, và đồng thời nó sẽ lên. Hồi xưa khi mà người ta làm thuốc trụ sinh, bây giờ càng ngày nhiều loại thuốc nó có cái áo giáp nó chống lại, nên cái thuốc không hiệu quả nữa, nên chúng ta nên cẩn thận. Bây giờ một cái điều khuyến khích là cũng khuyến khích mấy bác sĩ là không nên cho bệnh nhân trụ sinh nhiều quá, vì khi như vậy vô tình sẽ làm tăng cái kháng lại cái thuốc của mình, nó có mất cái hiệu quả của nó. Nó có cái nó không có cái là thuốc không còn dùng được, nó là nó cái con vi khuẩn mình dùng nó hồi xưa nó dùng được, bây giờ nó có cái áo giáp nó chống lại, giống như là cái COVID nó thay đổi, thay biến dạng. Khi mà chúng ta dùng không đúng cách thì chúng ta sẽ làm cái thuốc đó không còn hiệu quả khi chúng ta cần nó. Dạ vâng, cho tụi anh hỏi là tại vì tụi anh được biết rằng là đó là thông thường á, là mấy bác mấy cô chú bên này á, là đi xin thuốc xong rồi không uống,
rồi cứ để dành để đem về Việt Nam cho con, cho cháu, cho người thân, người quen. Tụi anh biết rất là nhiều là như vậy. Nhưng mà bây giờ đó, giả sử nha, giờ tụi anh nói rằng là bây giờ đã là cái bệnh nhiễm trùng đường tiểu đi, thì bây giờ đó là bác là cho cái symptom của bác, đúng không ạ? Thì bây giờ bác xếp lại, bác không uống, bác dùng cái gì đó rồi nó cũng hết bệnh, rồi bác đem cái đó về, nhưng mà giờ cho người thân ở Việt Nam mà người đó cũng bệnh nhiễm trùng đường tiểu như vậy, có theo bác sĩ là nó có hữu hiệu cho người đó không, hay là trong cái là mỗi người khác nhau hay như thế nào thưa bác sĩ? Thực sự ra mỗi người cái cơ thể khác nhau, quý vị có thể nhiễm trùng đường tiểu nhưng mà không nhất thiết là cùng một cái con vi khuẩn gây ra. Nhiễm trùng thì có nhiều vi khuẩn khác, có thể là Proteus, có thể E. coli, nhiều loại thuốc dùng khác nhau, nhiều loại thuốc khi mà họ thử họ thấy ồ cái này nó cũng không hợp với mình, cho nên chúng ta không nên uống thuốc của người khác và cũng nên không nên chữ thuốc. Và đồng thời nữa là tôi thấy nhiều bệnh nhân cũng ưa để thuốc không nhận về Việt Nam, họ nói bác sĩ cho tôi thuốc để làm gì, tôi để trong cái tủ thuốc gia đình, rồi con cháu tôi cần nó chạy vô nó xin một vài viên. Thường thường trụ sinh chúng ta không thể nào uống một vài viên hết, chúng ta phải uống hết cái liều của nó, nếu không chúng ta sẽ có cái cơ hội dễ làm cái thuốc bị kháng lại. Dạ vâng, như vậy cũng theo như là cái câu hỏi của cái show trước á, thì như vậy là kháng sinh nó có tác dụng phụ không thưa bác sĩ? Bất cứ thuốc gì cũng tác dụng phụ, even though nếu lại thuốc mà bán thị trường không cần toa, chẳng hạn như một viên thuốc aspirin chúng ta uống chúng ta có thể làm bị chảy máu, hoặc là thuốc Tylenol cũng thể làm cái phản ứng phụ của nhiều người bị dị ứng, có thể thở không được. Bất cứ thuốc gì đều có phản ứng phụ của nó. Cho nên chúng ta rất là cẩn thận khi chúng ta dùng thuốc. Thường thường ta nói thuốc để chữa bệnh, nhưng mà nó cũng là một con dao, nó có hai lưỡi. Thế chữa bệnh nhưng có thể làm hại cho mình. Cho nên khi chúng ta dùng những loại thuốc gì, chúng ta phải cân nhắc giữa cái lợi, cái hại của nó. Nếu mà cái lợi hơn cái hại, chúng ta mới uống thuốc đó. Còn nếu mà cái hại nhiều hơn, ta không nên uống. Cho nên khi mà bác sĩ cho mình thuốc, bác sĩ cũng rất là cân nhắc coi là nên dùng thuốc, cho thuốc như thuốc nào. Mỗi người cái cơ thể khác nhau, không nhất thiết là tụi anh sẽ giống cái cơ thể của bác sĩ Mai Trần. Cho nên khi bác sĩ cho thuốc, bác sĩ sẽ dựa thêm những cái điều mà họ biết được, những cái lịch sử của mình, những cái thuốc mình thường dùng hồi xưa, họ sẽ nói ok, chắc cho thuốc này hợp hơn thuốc kia. Cho nên chúng ta cũng phải chịu khó đi gặp bác sĩ của mình để xin thuốc, cứ đừng có nhiều nơi tôi để dành lỡ mà tôi bị không có giờ gặp bác sĩ, tôi dùng thuốc đó cũng được, nhưng mà thực sự ra nhiều căn bệnh nó chỉ khác nhau và nhiều thứ thuốc nó cũng khác nhau, chúng ta không nên lạm dụng thuốc, chúng ta cần tôi đi khám bác sĩ để mà tìm cho coi có phải mình có cần phải uống thuốc đó không. Nhiều khi không cần phải uống nha. Dạ vâng, thì như vậy á, theo như bác sĩ nói, thí dụ như nếu mà một cái người mà trong cái mùa cảm cúm đi, họ bị ho suốt dai dẳng khoảng chừng 2 tuần 10 ngày thì họ nên uống thuốc trụ sinh không ạ? Một câu hỏi rất hay. Cái ho không phải là cái bệnh, cái ho là một cái triệu chứng cho một căn bệnh gì đó. Thực sự ra cơ thể chúng ta nó rất thông minh. Khi chúng ta ho là cái phản ứng bình thường của cơ thể. Cái phổi chúng ta nó ho, là nếu mà chúng ta không có ho thì chắc cái phổi chúng ta nó sẽ đầy bụi bặm trong đó. Tại vì khi ho là cách nó tống cái những cái dơ giấy trong lúc, tại vì khi chúng ta hít một cái gì vô, cái phổi chúng ta nói ờ cái này không được, nó làm nó filter, nó kêu không được, nó bắt mình ho ra để mình tống cái đó dơ ra ngoài. Chẳng như tụi anh vô một cái phòng đi mà nó bụi bước vô cái là chúng ta ho liền, tại vì cái đó vô phổi nó kêu không chịu ho. Nên cái ho là một cái triệu chứng của một cái gì đó, chẳng hạn chúng ta bị ngứa cổ họng chúng ta cũng ho, hay là chúng ta bị allergy chúng ta cũng ho, hay là chúng ta đang cái bụng chúng ta bị axit nhiều, chúng ta bị nó gọi là reflux, hay là cái axit trào ngược lên bao tử của mình cũng làm chúng ta ho. Nên cái ho là một cái triệu chứng của bệnh nhân khác, không phải là do nhiễm trùng. Nên rất nhiều người cứ nói bác sĩ cho tôi thuốc trụ sinh đi, tại vì tôi bị ho, nhiều khi tôi uống một vài viên nó hết được liền, nhưng mà thực sự ra thuốc trụ sinh không thể nào hết trong vòng một vài viên. Chúng ta có nhiều khi chúng ta bị nhiễm trùng cái phổi đi, chúng ta phải uống ít nhất 10 năm nó hết cái bệnh của mình. Cho nên khi chúng bị uống tự nhiên hết bệnh, tức là vô tình chúng ta không uống cũng hết bệnh. Nên người ta hiểu lầm mà mỗi lần tôi ho tôi cần uống một vài viên là hết, nhưng mà thực sự ra cái thuốc trụ sinh đó không chỉ ho cho mình, có thể chúng ta bị virus, bị cái gì tự nhiên nó hết thôi, cho nên không phải là vì cái thuốc trụ sinh đó ho, cho nên vô tình nó làm cho người bệnh nhân hiểu lầm là cái thuốc ho đó, cái trụ sinh đó sẽ giúp cho ho cho họ.
Dạ vâng, đúng đúng là theo lời bác sĩ giải thích. Nhưng mà giả sử như là họ biết rằng là cái ho đó không phải là do bị dị ứng hay là do bị tác động bụi hay cái gì, mà họ biết là ho đó là họ bị nhiễm trùng, cái gì mà ho hoài như vậy á, thì theo lời khuyên là bác sĩ là họ có nên uống thuốc trụ sinh hay không? Quan trọng nhất là chúng ta nên gặp bác sĩ của mình. Dạ. Cái ho có thể do con virus nào, không phải là do nhiễm trùng. Dạ. Nên điều quan trọng nhất là chúng ta đi khám bác sĩ mình, khi chúng ta ho dai dẳng, chúng ta ho mà chúng ta nghi ngờ mà uống thuốc hoài không hết, hay là một cái lý do gì đó có thể Dạ. bị ung thư phổi sao? Dạ. Chúng ta không nên tự uống thuốc, chúng ta nên gặp bác sĩ của mình để mà Dạ. họ tìm hiểu coi là cái ho của mình lý do gì, Dạ. có triệu chứng gì không, một cái tiền ẩn cho một căn bệnh gì đó. Hay là nhiều khi tụi anh uống thuốc cao máu, có nhiều loại thuốc cao máu làm chúng ta ho, cái phản Dạ. ứng phụ của thuốc cao máu. Cho nên bác sĩ chỉ cần review thuốc, nói, ồ, Ừ. bác ơi, cái này có thể do, cái này có thể mình ngừng cái thuốc áp huyết này, có thể hết ho. Dạ Cho vâng. nên rất là quan trọng chúng ta nên đi gặp bác sĩ gia đình của mình để mà họ coi lại cái ho, họ khám mình, họ coi mình có phải, có thể là bị nhiễm trùng đường phổi như là tụi anh nói, thì bác sĩ cho thuốc trụ sinh cho mình uống. Dạ Không vâng. nhất thiết là phải để dành thuốc là lúc đó mình tự mình uống. Dạ vâng, thì cảm ơn bác sĩ. Kính mong quý vị giữ làn sóng chúng tôi sẽ trở lại phần 2 sau một vài thông tin thương mại.